Cái phi cơ không người điều khiển của Hoa Kỳ vừa mới bị bắn hạ trên không phận, tại cái không phận của Yemen trong buổi sáng ngày hôm nay. Đó là một trong những cái bản tin, cái title trước hết trên những cái world news mà Linh Nga lưu tâm. Thưa quý vị, theo cái bản tin chúng tôi cập nhật được sáng nay thì một cái phi cơ không người điều khiển có cái ký hiệu là MQ-9 của quân đội Hoa Kỳ vừa được biết cái thông tin được công bố là bị bắn rơi tại cái tỉnh gọi là tỉnh Dama ở miền đông nam của thủ phủ Sana'a, Yemen. Tuy nhiên theo một cái nguồn tin thì chúng tôi cũng chưa được dám tiết lộ bởi vì nó cũng không được rõ ràng lắm, thì cái chiếc phi cơ bị bắn hạ này là chưa được rõ là nó được điều khiển bởi là phía quân đội của Hoa Kỳ hay là phía cơ quan tình báo, thì đây là một cái thông tin mà hiện nay nó chưa rõ ràng. Trước đó thì thưa quý vị, là phiến quân Houthis đã tuyên bố rằng là cái lực lượng mà phòng thủ của họ đó là chính là cái lực lượng mà đã bắn rơi cái phi cơ không người điều khiển này của phía Hoa Kỳ. Và đồng thời cũng cho biết rằng là cái loại hỏa tiễn mà phía cái nhóm phiến quân Houthis họ sử dụng để bắn rơi cái phi cơ không người điều khiển của Hoa Kỳ hiện nay là một cái loại hỏa tiễn đang được phát triển tại địa phương của khu vực này. Thưa quý vị, thì đây không phải là cái lần đầu tiên mà phi cơ không người điều khiển của phía Hoa Kỳ bị bắn rơi tại không phận của Yemen. Trước đó cái hồi cái tháng 6 vừa rồi thì thầy cũng xin là nhắc lại, thì quý vị cũng vẫn còn nhớ là cái phiến quân Houthis với sự trợ giúp của Iran đã bắn rơi một cái phi cơ không người điều khiển khác của Hoa Kỳ mà phía Iran cũng đã tuyên bố cái thời điểm hồi tháng 6 vừa qua. Và cái vụ việc khi đó thì nó giống như là đổ thêm dầu vô lửa trong cái mối quan hệ mà rất căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Iran. Cái thời điểm đó thì chính quyền Tổng thống Donald Trump thậm chí đã lên kế hoạch cho một cái cuộc tấn công để đáp trả lại cái việc mà phía Houthis kết hợp với Iran bắn rơi cái phi cơ không người điều khiển của Hoa Kỳ. Được biết là, thưa quý vị, theo một số các cái dữ liệu mới mẻ hơn, được biết là cái phi cơ, cái hỏa tiễn mà cái phi cơ MQ-9 Reaper là chiếc phi cơ không người điều khiển đầu tiên của Hoa Kỳ, có khả năng là nó truy lùng và tiêu diệt những cái phi cơ hoặc là những cái hỏa tiễn ở cái độ cao lên tới là 15.000 mét. Đây là một cái bước phát triển rất mới mẻ và rất là tối tân trong một cái chương trình phi cơ không người điều khiển của quân đội Hoa Kỳ. Thế nhưng mà và những cái phi cơ mà không người điều khiển của Hoa Kỳ thì trước đây chỉ được sử dụng cho các cái hoạt động do thám và tình báo thôi. Nhưng giờ đây thì phía Hoa Kỳ đã phát triển những cái phi cơ không người điều khiển như cái chiếc MQ-9 Reaper này, là có khả năng là do thám, tình báo, nhưng mà đồng thời nó có thể truy lùng và tiêu diệt những cái phi cơ hay những cái hỏa tiễn khác trong cái mà của kẻ thù khi đến cái khu vực mà nó xâm phạm vào cái lãnh thổ của Hoa Kỳ. Thì thưa quý vị, là cũng xin nói tới cái vấn đề liên quan tới cái vấn đề, cái vụ việc là một cái phi cơ không người điều khiển của Hoa Kỳ bị bắn rơi ngày hôm nay tại không phận của Yemen. Thì qua đó cũng cho thấy rằng là trong cái thời gian vài tuần lễ vừa qua, chúng tôi cũng không có nhiều cái tin tức cập nhật về vấn đề giữa Iran và Hoa Kỳ. Thì thưa quý vị, rằng là cái vấn đề căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Iran nó đã kéo dài suốt vài tháng qua, đặc biệt là kể từ khi mà chính quyền của Tổng thống Donald Trump tuyên bố là chính thức rút chân khỏi cái hiệp định hạt nhân giữa Iran và các cái cường quốc Âu Châu. Và cái hiệp định mà hiệp ước với hạt nhân của Iran thì là từ năm 2015 đó, thưa quý vị. Thì cũng trước đó thì các cái quốc gia khác trong cái khối Liên minh Âu Châu, chẳng hạn như là Pháp, Anh hay là Đức Quốc, thì họ đã từng có lên tiếng kêu gọi Hoa Kỳ và Iran là giảm bớt những cái sự căng thẳng để có thể là không dẫn tới một cái cuộc xung đột võ trang, để giữ được cái tình hình gọi là hòa bình ổn định trong khu vực cũng như là toàn cầu. Thì thưa quý vị, cũng xin phân tích thêm một chút xíu về cái vấn đề là những cái vì sao cái phi cơ không người điều khiển mà của Hoa Kỳ đó, cũng như là cái việc mà cái khả năng quốc phòng của Iran họ phát triển mạnh mẽ ngoài cái sức kiểm soát và ngoài cái sự dự đoán của Hoa Kỳ, trong cái kế hoạch của Hoa Kỳ cũng như của Tổng thống Donald Trump khi mà ông tuyên bố rút chân khỏi cái hiệp định hạt nhân Iran. Thì thưa quý vị, là
nói sâu hơn về vấn đề này đó, thì có thể nói một chút xíu đó là trước đây thì có một cái vị cựu đại sứ của Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc là bà Samantha Power cũng từng lên tiếng gọi cái cuộc chiến, gọi là cái cuộc mà căng thẳng, cái xung đột căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Iran là có nguy cơ dẫn tới một cái, theo bà Samantha Power là có khả năng dẫn tới một cái cuộc chiến tranh mang tính chất là diệt chủng, bởi vì nó liên quan tới vấn đề về hạt nhân và nó liên quan tới vấn đề là chạy đua võ trang. Và bà từng nói rằng là cái vấn đề giữa Hoa Kỳ và Iran nó có thể đặt một cái tên gọi là một vấn đề về địa ngục. Bà Power đã nói như vậy. Tại sao bà nói cái câu này thưa quý vị? Bởi vì rằng là theo bà đó, là khi chính quyền Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tăng cường những cái mối xung đột căng thẳng lên cao điểm với Iran như vậy trong vài cái tháng vừa qua, thì giờ đây toàn thể địa cầu đang phải đứng trước cái nguy cơ và cái viễn cảnh của một cái cuộc đối đầu địa ngục giữa hai quốc gia này. Bởi vì trước đây thì có thể rằng là Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và phía chính quyền Hoa Kỳ cho rằng họ đã có những cái đánh giá khá thấp về cái khả năng quốc phòng, kinh tế và thương mại của Iran. Nhưng thưa quý vị rằng là nếu mà nói theo chiều sâu thì đứng ở phía sau hậu thuẫn cho Iran không phải Iran là một quốc gia đứng một cách đơn độc, mà Iran có một cái sự hậu thuẫn rất là mạnh mẽ của những cái quốc gia khác mà đối đầu lại với phía Hoa Kỳ, chẳng hạn như là Nga hay là Trung Cộng. Nhưng những cái quốc gia đối đầu với Hoa Kỳ mà rất lớn này, rất là mạnh về kinh tế, quốc phòng, thương mại này, họ không có ra mặt, mà họ chỉ có thể lặng lẽ, họ ẩn mình phía sau để mà họ đỡ cái lưng, cái background cho Iran. Và vì vậy mà Iran, mặc dù là phải đối đầu lại với Hoa Kỳ, mà Iran là một cái nước nhỏ, nhưng mà Iran cho tới ngày hôm nay, họ chứng minh được là họ có khả năng đối đầu lại được với những cái đòn và cái chiến lược của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Thì thưa quý vị là trong hiện tại đó, thì mặc dù là cái căng thẳng giữa hai bên rất là cao, nhưng mà cả phía Hoa Kỳ cũng như Iran đều tuyên bố rằng là họ không muốn có chiến tranh nổ ra. Nhưng trên thực tế thì quý vị thấy rằng là những cái hành động mà đối chọi nhau như vậy thì cũng có thể cái khả năng diễn ra những cái xung đột võ trang nó có thể diễn ra trong một vài giây đồng hồ, khi mà nếu một trong hai bên không có kiềm chế được. Và cái hành động mà ngày hôm nay phiến quân Houthis được cái sự hậu thuẫn của Iran lên tiếng rằng họ nói rằng là họ đã bắn rớt một cái phi cơ không người điều khiển mà tối tân bậc nhất của Hoa Kỳ như vậy. Đây là cái phi cơ tối tân bậc nhất và đây là lần đầu tiên mà nó hiện diện, mà nó có khả năng là truy lùng và tiêu diệt những cái phi cơ và những cái hỏa tiễn của đối thủ như vậy. Thì qua đó có thể thấy rằng là phía Houthis và Iran đã chọc giận đúng cái tim của phía Hoa Kỳ. Thì thưa quý vị rằng là kể từ khi mà đắc cử đấy thì Tổng thống Donald Trump không ngừng mô tả Iran là cái nguồn gốc của mọi tội lỗi, rồi trong đó ông cũng nói là bao gồm cả cái vấn đề về khủng bố quốc tế nữa, và đổ lỗi rất là nhiều những cái lỗi cho phía Iran. Và ông cũng đã đảo ngược cái chính sách mà can dự của Iran đối với cái chính sách trước đó của cái người tiền nhiệm của ông là cựu Tổng thống Barack Obama. Bởi vì cựu Tổng thống Barack Obama thì lại có cái chiều hướng là ủng hộ cái thỏa thuận hạt nhân Iran và có cái mối mà bang giao song phương rất là tốt đẹp với Iran. Nhưng Tổng thống Donald Trump thì ông đi ngược lại cái chuyện đó. Thì nhiều cái nguồn tin đưa ra nói rằng là cái việc mà Tổng thống Donald Trump làm như vậy là bởi vì ông đưa cái vấn đề là personal, cá nhân của ông vô, là ông có cái sự mà không có hài lòng, và cũng như là mọi cái vấn đề của ông là ông không có hài lòng với Tổng thống Barack Obama, nên mọi cái việc làm của ông từ cái vấn đề là sức khỏe cho đến quốc phòng, nhiều chính sách khác đi ngược lại hoàn toàn với cái lối của Tổng thống Barack Obama. Thì được biết là trong cái vấn đề về chính sách của Tổng thống Donald Trump với Iran thì cũng được biết rằng là chính quyền Tổng thống Trump trước hết là cũng muốn mang lại những cái sự thay đổi về chế độ, như cái cách mà Tổng thống Trump vẫn nói. Ít nhất là Tổng thống Trump muốn thay đổi cái sự mà trong cái hành, những cái chế độ của Iran hiện nay, cái chế độ mà cai trị của Iran hiện nay. Mà Hoa Kỳ một cách muốn là thâu tóm Iran trở thành một cái quốc gia mà gọi là đi theo và ủng hộ cũng như là trung thành với Hoa Kỳ một cách tuyệt đối.
Chính vì vậy nên là khi mà có cái sự mà ủng hộ và trung thành tuyệt đối của Iran đối với Hoa Kỳ tại khu vực Trung Đông, thưa quý vị, thì đồng thời như vậy Hoa Kỳ cũng sẽ có thể là thắt chặt được những cái chiến lược rất là chặt chẽ của Hoa Kỳ giữa những cái nhà nước Do Thái và Arab, để mà bao gồm những cái quốc gia khác như là vùng vịnh như là Arab Saudi mà họ đang kiểm soát hiện nay cùng với Ai Cập. Và qua đó thì Hoa Kỳ sẽ có thể là thâu tóm được toàn bộ cái khu vực Trung Đông. Bởi vì hiện nay thì Iran vẫn chống lại Hoa Kỳ, cho nên cái bàn tay mà thâu tóm Trung Đông của Hoa Kỳ vẫn còn bị chuột khỏi cái sự kiểm soát của Hoa Kỳ bởi vì phía của Iran. Và để mà có thể đạt được những cái mục tiêu đó, mà vì vậy nên Tổng thống Trump đã rút chân Hoa Kỳ khỏi cái thỏa thuận hạt nhân với Iran 2015, có tên gọi tắt là JCPOA đó thưa quý vị, thì để sau đó lại cũng áp đặt thêm những cái chính sách hà khắc đối với Iran, ảnh hưởng đến mọi cái lĩnh vực thương mại kinh tế của nước này để mà khiến cho Iran phải cúi đầu phục tùng đó. Nhưng mà ngược lại với cái dự đoán của Hoa Kỳ, khi mà thực hiện những cái kế sách đó thì Iran họ đã có những cái sự đáp trả rất là mạnh mẽ. Đó là phía Iran cũng đã show một cái khả năng về quân sự quốc phòng vô cùng là mạnh mẽ và tối tân trong những cái ngày, trong những cái tháng vừa qua. Và quý vị có thể thấy rằng là cái việc mà Iran mạnh tay đáp trả như vậy, nó có những cái sự hậu thuẫn của những cái quốc gia lớn khác mà đối đầu với Hoa Kỳ ở phía sau, chẳng hạn như Nga hay Trung Cộng. Và vì vậy cho nên hiện nay thì cái việc mà giữa Hoa Kỳ và Iran thì như chúng ta đã thấy rồi, đã không đi theo được cái hướng mà phía Hoa Kỳ mong muốn. Và Iran hiện nay thì cũng đã từng tuyên bố rằng là Hoa Kỳ đừng có mong rằng là Iran sẽ cúi đầu phục tùng, mà ngược lại tất cả những cái sự mà threat, những cái sự đe dọa từ phía Hoa Kỳ, thắt chặt những cái lệnh kiểm soát từ Hoa Kỳ cũng như là Âu Châu càng khiến cho Iran mạnh mẽ hơn và sẽ có những cái đòn đáp trả lại. Thì thưa quý vị, là qua cái những cái như thông tin như vậy thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là, và ngoài ra nữa một cái tin nhỏ nữa thưa quý vị, rằng là Iran cũng từng loan báo rằng cái vị thủ lãnh mà đứng đầu đó từng loan báo rằng là Iran có thể đưa được hàng ngàn những cái chiến binh mà đánh bom tự sát, mà quý vị thấy mà cái đó là phía Tổng thống Trump gọi phía Iran là mang tính chất khủng bố đó. Nhưng Iran thì họ nói rằng đó là những cái binh sĩ mà trung thành tuyệt đối của họ, và họ gọi đó là những cái chiến binh mà đánh bom tự sát, mà họ có hàng ngàn, hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn hiện nay mà họ đang huấn luyện. Để có thể là, và những cái chiến binh này đó là họ muốn hy sinh cái thân mình của họ cho cái mục tiêu chung của người Hồi giáo và cũng của dòng Shia và cái chủ nghĩa dân tộc mà chế độ độc tài, cái chế độ mà phía Hoa Kỳ gọi là độc tài của Iran đã thành công mà huấn luyện được những một cái nhóm chiến binh mạnh mẽ như vậy, thưa quý vị. Thì đó là nói về vấn đề giữa Iran và Hoa Kỳ. Và hiện nay thì cái sự việc ngày hôm nay có thể nó sẽ châm ngòi, mới nó spark một cái fire trong những cái vụ việc có thể sẽ diễn ra trong những cái ngày tới đây. Thì hiện nay chúng tôi mới nắm được cái tin rằng là sáng nay cái phi cơ không người điều khiển rất tối tân của Hoa Kỳ bị cái nhóm phiến quân Houthis được hậu thuẫn bởi Iran đã bắn rơi trong buổi sáng ngày hôm nay. Và hiện phía Hoa Kỳ thì chưa lên tiếng về vấn đề này, nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tới quý vị những cái bản tin kế tiếp có liên quan tới cái tình hình giữa Hoa Kỳ và Iran trong những cái thời gian tới, khi mà chúng tôi có được những cái bản tin kế tiếp.